Binance xin rút đơn xin lập sàn giao dịch Singapore, đóng cửa Binance.sg. Binance Asia Service, chi nhánh Singapore của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance, đã rút đơn xin cấp phép thành lập sàn giao dịch tại Singapore. Binance đã rút đơn xin cấp phép lập sàn giao dịch tại Singapore, đồng thời dần chấm dứt các hoạt động và đóng cửa nền tảng giao dịch tiền pháp định tiền mã hóa Binance.sg trước ngày 13 tháng 2 năm 2022. Theo Binance Asia Service, CEO của Binance Singapore Richard Tang cho biết, chúng tôi luôn đặt người dùng lên hàng đầu, do đó quyết định đóng cửa Binance.sg là hoàn toàn nghiêm túc. Tôi xin cảm ơn cơ quan quản lý tiền tệ Singapore vì sự hỗ trợ đối với Binance Asia Service và trông đợi những cơ hội hợp tác tiếp theo trong tương lai. Tất cả nhân viên của Binance tại Singapore sẽ tiếp tục làm việc trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của Binance. Binance Asia nói rằng đã xem xét các yếu tố chiến lược về thương mại và phát triển toàn cầu trước khi đưa ra quyết định rút đơn tại Singapore. Theo tuyên bố, Binance Asia sẽ tái tập trung vào công nghệ blockchain. Chia Hock Lai, đồng chủ tịch Hiệp hội Blockchain Singapore cho biết, không phải mọi hoạt động liên quan đến tiền mã hóa đều được quản lý và các tổ chức tiền mã hóa đang tăng trưởng mạnh có thể muốn tách riêng các thực thể được và không được quản lý nhằm tối ưu hóa doanh thu và mô hình hợp tác tại nhiều quốc gia. Binance được thành lập tại Trung Quốc năm 2017, nhưng kể từ đó chưa có trụ sở toàn cầu chính thức. Thay vào đó, CEO Triệu Trường Bằng đã thành lập công ty riêng tại các quốc gia Binance hoạt động. Ông Triệu là một cổ đông đa số của Binance Asia. Theo hồ sơ nộp cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore, Triệu Trường Bằng, một người mang quốc tịch Canada và sống tại Singapore trong vòng 2 năm qua, đã nhiều lần ra tín hiệu thiếu rõ ràng về địa điểm đặt trụ sở toàn cầu của Binance. Tháng trước, ông Triệu cho biết đã mua căn nhà đầu tiên tại Dubai để thể hiện sự cam kết đối với một quốc gia được ông mô tả là vô cùng thân thiện với tiền mã hóa bên cạnh Pháp. Trước đó, ông Triệu cũng nói với tờ The Telegraph rằng ông có kế hoạch đăng ký tại Vương quốc Anh. Một lựa chọn cho trụ sở tương lai của Binance có thể là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Ngân hàng Trung ương UAE mới đây đã công bố một khung quản lý tài sản điện tử, trong khi giới quản lý tại Abu Dhabi và Dubai dự kiến sẽ cấp phép cho các tổ chức tiền mã hóa trong thời gian tới. Tuy nhiên, Binance sẽ phải tính đến việc tuyển lãnh đạo mới do giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Binance, Omar Rahim, đã rời công ty này vào đầu tháng 12.